xin chào tất cả các cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh ABC làm của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này, và xin chúc cho cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì cũng lâu rồi không có làm video chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn mình, thì hôm nay cũng xin chia sẻ là một cái việc mà kích mầm bằng kem liền sẹo. Và thật sự cái video này, cái tiêu đề này để chỉ là gây cái tính tò mò cho cô chú anh chị các bạn mình thôi, chứ không có phải là kích bằng keo liền sẹo. Tại vì sao là Lâm lại đặt cái video tên như thế này là do có một bạn hỏi Lâm: anh ơi, mình kích ki bằng cái keo liền sẹo như thế nào, kích mầm bằng keo liền sẹo như thế nào. Khi thật sự mà lúc đó mà nhận được cái câu hỏi đó, thật sự rất là bất ngờ luôn á, thật sự rất là bất ngờ và cũng rất là mắc cười, cũng không biết vì sao mà bạn đó lại hỏi Lâm như vậy. Và Lâm cũng mới nhớ sực ra là lần trước, cách đây cũng lâu lắm rồi, lúc mà Lâm mới làm video á, là Lâm có làm video để mà cái việc mà bấm thân á, bấm thân mà mình để kích mầm cho cái cây dendro, cây chuồng chớp của Lâm á, là Lâm có bôi keo vào. Hay Lâm nói với các bạn bôi keo vào, thì có rất là nhiều bạn hỏi Lâm có phải là bôi keo đó vào để mà nó kích thích cho cái cây nảy mầm hay không, bôi keo đó vào thì tác dụng như sao, nói chung rất là nhiều câu hỏi. Lâm cũng đã có trả lời, và keo đó mua ở đâu rồi như thế nào, thật sự Lâm trả lời rất là nhiều. Thì hôm nay luôn cũng làm nhân tiện đây, cũng làm một cái video để mà chia sẻ cho cô chú anh chị bạn mình. Đó là cái keo liền sẹo này ha, đó là keo liền sẹo này nè. Thì ngay cái tên của nó cũng đã nói lên tất cả, nó chỉ có một công dụng duy nhất, đó là che chắn vết thương ha, đừng cho nước, vi khuẩn, virus, nấm bệnh, nói chung là xâm nhập vào cây, gây hại cho cái cây thôi, chứ nó không có tác dụng như là thuốc kích ki nha các bạn ha. Nó không có tác dụng như là thuốc kích ki ha, nhớ nha. Keo này chỉ để che chắn vết thương thôi, giống như băng cá nhân chúng ta dán vô cái vết thương, chúng ta đừng cho bụi cát rồi nó vào ha. Đó, thì cái keo này nó chỉ có một tác dụng duy nhất. Và thì chúng ta nên lựa chọn sử dụng cái keo nào mà cho nó tốt, cho nó thích hợp. Thì Lâm cũng sử dụng qua ba loại keo, đó là keo liền sẹo này nè ha, như các bạn đang thấy là keo của hãng Raumo ha, keo của hãng Raumo. Và cái loại thứ hai đó là keo Mỹ Tiến thì nó có hai loại, loại đen và loại đỏ, thì Lâm đã sử dụng qua hết rồi. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn sử dụng cái keo liền sẹo này cho lan của mình, thì các bạn nên lựa là một á, ưu tiên là vẫn dùng thằng này ha, ưu tiên là dùng thằng Raumo này ha. Lâm không có quảng cáo cho nó nha, nhưng mà tại vì nó Lâm sử dụng thấy ok, rất tốt, thì Lâm chia sẻ các bạn sử dụng. Và nếu mà chúng ta mua không có cái loại này ở gần nhà, thì chúng ta có thể mua keo Mỹ Tiến mà loại màu đen á, nó sẽ nhanh khô hơn là cái loại màu đỏ. Thì nó thích hợp cho cái việc mà nó người ta cắt mấy cây bonsai hoặc cây kiểng lớn, người ta bôi cái đó vào thì nó rẻ tiền hơn. Còn nếu mà sử dụng như thằng này Lâm nhớ là mua 40-50 thì đó, không nhớ là một cái hũ này, nhưng mà một hũ này chúng ta sử dụng cho lan, sử dụng rất là lâu rồi. Lâm cũng xin trả lời cho những cái câu hỏi liên quan tới cái việc mà kích mầm bằng cách bấm thân, và ha, kích mầm bằng cách bấm thân ha. Lâm chỉ nói kích mầm bằng cách bấm thân thôi, tại vì đó là cách Lâm làm ha, đó là cách Lâm làm chứ không phải là cách của Lâm nha. Tại vì cái cách đó là Lâm cũng học từ người khác, tại vì Lâm mới chơi lan có 3-4 năm nay thôi, chứ không phải là lâu năm gì hết. Cái cách đó là Lâm cũng học từ người khác, Lâm cũng học hỏi, Lâm cũng nói chung là cũng hỏi người ta rồi mình về mình áp dụng mình làm ha. Thì mình thấy nó hay thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Thì đối với cái việc mà kích mầm bằng cái bạc bấm thân á, thì ở đây Lâm sử dụng cho hai loại lan là chủ yếu, một là dendro, hai là mấy cái dòng cát rát nè ha, mấy cái dòng cát rát này nè, đó là Lâm sử dụng đây cho hai cái loại đó là chủ yếu thôi. Chứ còn thân thòng là Lâm không có sử dụng cách bấm thân nha, tại vì thứ nhất là Lâm không thích chơi lan thân thòng nhiều, rồi với lại dùng cái cách đó thì nó cũng lan nó cũng rất là chậm. Thân thòng thì chỉ có sử dụng thuốc thôi ha, thân thòng chỉ sử dụng thuốc thôi. Lâm sử dụng thuốc kích ki dùng cho thân thòng, chứ không có sử dụng thuốc kích ki cho dendro và các loại cát rát ha. Cũng mong các bạn chú ý nha, các bạn hãy nhớ nha, chứ đừng hỏi Lâm mà sử dụng thuốc kích ki cho dendro như thế nào ha. Lâm cũng đã từng sử dụng thuốc kích ki cho dendro rồi, nhưng mà đã thất bại. Lúc đó là Lâm mới chơi và Lâm tham ha, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc mà Lâm lại đi làm cái cách đó, thì thật sự cái cây đó là Lâm dục luôn à, cái cây mà Lâm kích bằng thuốc mới dục à. Rồi, quay qua cái việc kích mầm bằng bấm thân đi, những cái câu hỏi liên quan đi. Thì nếu mà đối với dendro, đối với Lâm thì Lâm có thể bấm một thân được ha, một thân đã đứng ngọn,
muốn bấm một cái thân dendro mà để bấm mà để nó kích ngọn, thứ nhất là chúng ta có thể bấm cọng đuôi, cọng đuôi ở phía sau đây này đi, này bị quá đây, đây là đây. Đây chẳng hạn như cái chậu này như các bạn thấy nó có hai cọng như thế này ha, thì chúng ta sẽ bấm một cọng ngay đây. Nếu mình có ba cọng thì chúng ta có thể bấm cọng đuôi ra, cũng kiểu như chúng ta bấm lấy một hướng đẹp chúng ta đem chồng lại đó, chứ không có gì gọi là phức tạp đâu. Chúng ta bấm một hướng đẹp, một hướng thì nó dễ thấy gồm hai cọng hoặc ba cọng tùy ha, thì chúng ta bấm cái cọng đuôi ra. Thì khi mà bấm cái cọng đuôi như vậy là buộc giống như là chúng ta tác động vào nó, tác động và kích thích nó nhảy thêm mầm ha. Thứ nhất là có thể nó sẽ nhảy thêm mầm ở cái cọng đầu, và thứ hai là nó sẽ nhảy cái cây con ở trên cái cọng đuôi đó để nó tiếp tục phát triển và sinh dưỡng. Đó là cái quy luật sinh tồn của nó, cái bản năng sinh tồn của nó. Chúng ta không có sử dụng thuốc tác động, chúng ta sử dụng một cái việc bấm thân thôi. Giống như cái cây mà nó bị gãy á, thì bắt buộc nó phải mọc ra thêm một cái nhánh mới hoặc là một cái chồi mới để nó tiếp tục cái sự sống của nó. Đó chỉ là cái bản năng của nó thôi, chứ không có gì hết. Rồi khi mà đối với dendro thì chúng ta có thể bấm, Lâm có thể bấm một thân ha, các bạn thì có thể bấm hai thân đi. Nếu mà các bạn nào chưa quen á, có thể bấm hai thân. Thì cái dụng cụ bấm á thì Lâm thường hay sử dụng lưỡi lam. Nếu mà bạn nào mà nữ á, hay là cô chú anh chị nào mà lớn tuổi, có thể nếu mà sử dụng lưỡi lam không có quen hoặc là nhát tay á, thì chúng ta có thể ra những cái tiệm bán thuốc tây á, thì chúng ta mua những cái dao mổ chúng ta làm thao tác cho nó dễ, tại nó có cái cán cặp. Còn Lâm thì Lâm sử dụng dao lam thôi ha. Đây cũng như các bạn thấy, đây cái chậu rác này lúc Lâm mới mua về nó chỉ khoảng mấy lá, 6 lá thôi. 1 2 3 4 5 6 6 7 lá thôi, 6 7 lá thôi. Bây giờ nó lên khoảng hơn 20 lá rồi, hơn 20 lá mà chưa được 1 năm ha. Lâm mua nó chưa được 1 năm, chỉ khoảng 8 9 tháng thôi, 8 9 tháng đó. Thì đối với những cái dòng hồi nãy dendro là có thể bấm một thân ha, hai thân tùy. Còn đối với những cái dòng cát và phát như thế này thì Lâm không có bấm một lá, Lâm ít nhất Lâm cũng lựa hai lá ha, lựa hai lá khỏe, hai lá đầu Lâm bấm ra. Thì cái hai lá đầu đó nó sẽ nuôi cái mầm, nó ra tiếp những cái mầm khác, và cái phần phía đuôi thì nó cũng nhảy con lại y như dendro thôi ha, cũng nhảy con y như dendro. Thì đó, cát grass thì Lâm khuyên các bạn á, nếu mà bạn nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm á, thì các bạn có thể bấm hai lá hoặc ba lá hơn cũng được, hai lá hoặc ba lá ha. Thì coi như chúng ta bấm ra, chúng ta để đó, khi mà nó nhảy mầm lên thì chúng ta lại tiếp tục trồng để được một cái chậu to khỏe như thế này, to như thế này ha. Đây nè, đây là như các bạn thấy cái chậu này Lâm cũng vừa mới tách nè ha. Đây nó có hai lá nè, Lâm mới tách hai lá, rồi Lâm tách hai lá này không biết sao, các bạn có thấy không, để tại để gần một lát nó bị tối ha. Đó, đây hai lá đây, thì nó sẽ nhảy cái hướng này hoặc hướng bên này tùy nó thôi. Rồi cái việc mà kích mầm bằng cách bấm thân như thế này thì có thể do video trước Lâm nói chưa có rõ lắm, chưa có kỹ lắm, thì lần này Lâm sẽ nói lại kỹ hơn, rõ hơn ha. Thì cũng mong các bạn cố gắng theo dõi. Là cái việc mà bấm thân như thế này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái chậu khỏe chúng ta bấm. Thứ hai nữa là chúng ta phải cung cấp đủ đạm cho nó. Tại vì sao phải cung cấp đủ đạm? Đạm là để phát triển thân lá. Nếu mà không có đạm nó ra nhiều mầm nó nuôi không nổi. Nuôi cái cây bản thân của cây nó không có chất dinh dưỡng để nó nuôi đủ những cái mầm đó, thì chúng ta phải buộc phải cung cấp đủ đạm. Cái đó là phải cung cấp đủ đạm thôi. Nếu mà thì chúng ta vẫn phải là xịt lân kali, và coi như chúng ta chăm sóc một cây bình thường. Chỉ có điều những cây nào mà chúng ta sử dụng chọn để mà bấm thân thì chúng ta thêm đạm cho nó. Nếu mà xài dạng phân xịt á, NPK mà dạng muối xịt á, thì các bạn có thể xịt hai lần cho nó, mỗi lần cách nhau khoảng 4 ngày ha, mỗi lần cách nhau khoảng 4 ngày, liều lượng là 1 gram hay là 2 gram một lít nước ha, 1 gram hoặc là 2 gram một lít nước đó, xịt khoảng 2 lần cho nó, rồi chúng ta sẽ kích mầm cho nó. Lúc trước á, Lâm chưa có bỏ phân gốc, Lâm có bỏ nhưng mà chỉ là bỏ phân chì loại 14, 13, 13 thôi, tỷ lệ hàm lượng đạm nó không có cao. Thì bây giờ Lâm mới mua cái phân Vinan 3188 về để Lâm bón cho các cây, tại 3188 có hàm lượng đạm cao để nó nuôi những cái mầm, thì Lâm có mua cái đó về rồi Lâm cũng có bán lại. Nếu mà bạn nào muốn mua cái phân đó thì cứ liên hệ với Lâm hoặc là comment hoặc là điện thoại cho Lâm qua số điện thoại là 0947 72 3237, hoặc là vào cái Facebook của Lâm á, Facebook Sơn Trần Vũ Lâm, để mà tìm và để inbox cho Lâm. Thì khi mà bỏ cái phân Vinan đó vào ha, bỏ cái phân Vinan đó vào, bỏ vào khoảng 1 tuần chúng ta hạ kích, chúng ta hạ bấm thân. Tại vì sao? Tại phân Vinan đó nó là cái dạng viên nhỏ này, nó dạng viên nhỏ thôi. Khi mà trúng nước nó sẽ nở ra, nó sẽ nở ra những cái viên như thế này, đây viên như thế này đây, và cũng có thể to hơn nữa. Cái này để lâu rồi nó bạc màu rồi ha, nó sẽ to hơn, có thể nó sẽ to hơn. Khi mà bỏ vào thấy cái viên, những cái viên đó nó nở ra rồi thì chúng ta mới bấm thân ha, bấm thân. Tại vì lúc đó
cái phân đã tiết vào giá thể và rễ nó đã hút lên cái cây rồi, nó đã bắt đầu hút lên cái cây rồi, thì chúng ta bấm thân nó sẽ có đạm để nó nuôi những cái thân mới, những cái chồi mới, và cái phân này nó vẫn tiếp tục tan ra từ từ ha, tan ra từ từ. Nhà sản xuất người ta gọi là phân tan cảnh thông minh đó ha, thì kệ nó đi, đừng có liên quan, đừng có nghĩ tới cơ chế nó cậy đó, mình cứ quan tâm tới cái việc mà nó tan phân ra để mà cây nó hút lên nó nuôi chất dinh dưỡng, nó để nó hút phân lên để nó nuôi cái cây ha. Đó rồi, khi mà bấm thân như thế này nè, bấm thân như thế này thì chúng ta nên, chúng ta khi mà chúng ta bấm xong chúng ta bôi keo vào, chúng ta đem treo vào một cái nơi nào đó mát mẻ ha, nơi nào nó mát mẻ tránh nước ha. Có thể là bôi keo vào thì nói chung khoảng tiếng đồng hồ sau đem ra giường treo là được rồi, nhưng mà bạn nào kỹ hơn nói chung là kỹ tính hơn thì có thể treo nó qua một đêm luôn, có thể chiều làm treo qua đêm rồi tới sáng mai chúng ta đem lại ra giường treo, rồi cứ việc chăm sóc là bình thường, không có gì hết đó. Lâm thì Lâm thích sử dụng cái cách này hơn, cái cách bấm thân này hơn, tại vì đó giờ Lâm sử dụng cái cách bấm thân này nè là nó chưa có bị lỗi một chậu nào hết, bấm chậu nào thì nó cũng ok chậu đó, có thể là do may mắn ha, chứ không phải là hay ho đâu, chắc cũng có thể là do một phần là do may mắn thôi ha. Đó, khi mà bấm thì nhớ bôi keo vào để tránh cái việc mà cái vết thương nó bị nhiễm khuẩn ha. Khi mà bôi keo vào đi thì cứ việc vậy thôi, chứ không không, keo này nó không có tác dụng kích mầm nha, nó chỉ có tác dụng là che chắn cái vết thương thôi, các bạn nhớ nha. Thì các bạn phải nhớ nè, Lâm lưu ý là các bạn luôn là các bạn phải lựa chọn những cái cây khỏe cung cấp đủ đạm đó. Dendro thì có thể bấm một thân ha, hai thân, còn đối với dòng cát rát này thì em khuyên các bạn nên bấm một lần hai lá ha. Như các bạn thấy ở đây là Lâm bấm hai lá, và ở đây là Lâm bấm một lần đẹp ba bốn lá nè ha, bốn lá đuôi nè. Bấm bốn lá đuôi là vì sao, là do cái những cái phần đuôi nè, cái rễ nó không còn nữa, nó chỉ còn một hai cọng rễ của cái lá này thôi, nên là Lâm lựa chọn là bốn lá ha, chứ không phải là cái nào cũng giống nhau hết. Chúng ta chú ý là nếu mà những cái lá đầu như thế này có thể hai lá được, còn những cái lá phía đuôi như thế này á thì chúng ta nên bấm nhiều lá hơn ha, ba hoặc bốn thì tùy, ba hoặc bốn thì tùy, đó là tùy theo tình trạng của mỗi cây, chứ cũng không có nói được là nó nhất thiết như là mình phải quan sát tình trạng cái cây của mình. Cho Lâm chia sẻ thì Lâm chia sẻ thật tâm, chia sẻ thẳng thắn vậy đó. Thì các bạn nói ô là anh ơi sao em bấm hai lá nó chết rồi, cái hỏi sao mà cây lan của em nó yếu hoặc là những cái cọng đuôi, thì lúc đó thì Lâm cũng không biết cách nào để giúp các bạn được. Thì chúng ta phải quan sát cái chậu lan của chúng ta nó khỏe, nó đủ dinh dưỡng thì chúng ta làm, còn không thì thôi đừng có lựa chọn những cây yếu già mịn mà nó thì chúng ta đem đi kích mầm, giống như bắt một người bị bệnh mà phải đi đẻ vậy đó. Nó nghịch lý, nó không có tốt. Thì cũng mong là qua video này cũng giải đáp được thắc mắc cho các bạn ha. Keo này không có phải là dùng để kích ti, keo là để bôi cho liền da. Và mua ở đâu, mua keo này ở đâu? Keo này, các loại keo này các bạn có thể ra cửa hàng qua kiển gần nhà mua, Lâm nghĩ ở đâu cũng có hết chứ không phải là không có. Thì nếu mà cửa hàng này không có chúng ta đi qua cửa hàng khác, còn nếu mà đi hết nguyên một tỉnh không có thì chúng ta hãy đi, hoặc là bạn mà dùng xa quá thì có thể mua trên mạng, thì mua trên mạng thì mới tốn phí ship ha. Đôi khi một cái chai như thế này mua chỉ có 40-50 ngàn, phí ship 30-40 ngàn, 40 ngàn rồi ha, nó rất là phí. Thì chúng ta cứ tìm gần nhà mà chúng ta mua để cho nó tiện hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này. Xin chúc cho các bạn thực hiện được thành công ha, thực hiện được thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn thấy video hay á thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem giúp Lâm, để mà cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về việc chơi lan. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.